Tam hài, thứ vạn triệu đồ đệ. Vi sư từng nói, tất sát phu tuyệt đối có thể giết hắn. Một cái không được thì hai cái. Hai cái cũng là nằm mơ. Không thể tha thứ, hai người các ngươi vậy mà giết ta hai lần. Bản tôn chủ muốn khiến các ngươi tất sát phu. Vậy thì ba cái. Tông chủ chết nhanh quá. Anh tông chủ chết nhanh quá, lá bùa đáng sợ quá. Vậy mà ngay cả tông chủ cũng không đỡ được. Lá bùa này có thể một kích tất sát bản tôn, tuyệt đối vô cùng trân quý. Có giỏi thì ngươi cứ dùng đi, ta không tin trong tay ngươi còn có việc. Ngươi rót của có bao nhiêu bùa tất sát? Ngươi đánh không đánh ngươi thành tro bụi, bản chủ môn sẽ không dừng tay. Nói không biết xấu hổ, đệ tử lộn thất tà tông nghe lệnh, lên hết cho ta. Đây, lên không phải chính là đi chịu chết sao? Làm trái lời của tông chủ thì sống không bằng chết, dám không lên sao? Có lẽ tên đó phô trương thanh thế mà thôi, trong tay căn bản không còn tất sát phù nữa. Ta không tin á, ngươi còn tất sát phù có giỏi dùng một lá với ta đi. Ngươi phải nghĩ kỹ đó, bọn ta chỉ là đệ tử bình thường, dùng lấy người bọn ta thì không đáng. Cùng lên, cho dù tiểu tử này có nhiều tất sát phù cũng không thể giết hết chúng ta được. Sư phụ, đừng có ham chiến, tất sát phù chỉ có thể dùng để đối phó lộn thất tà tông, đừng có lãng phí trên người đệ tử bình thường. Toàn bộ lộn thất tà tông tội nghiệp tày trời, hôm nay ai cũng đừng có hòng sống. Với tất cả mọi người quá không hiện thực rồi. Bây giờ hơn ngàn đệ tử lộn thất tà tông ta cũng ra tay, ta xem tất sát phù của người có thể đối phó được mấy mấy người. Ngươi xem ta có thể đối phó được mấy người. Cái gì? Tuyệt đối không thể, toàn bộ đều là tất sát phù. Tất sát phù ở đâu ra mà lắm thế? Chẳng lẽ sư phụ là nhi tử ruột của phù hồn? Không đúng, đừng có nói là nhi tử ruột, cho dù là phù hồn cũng không có nhiều tất sát phù như vậy. Đánh kiểu gì đấy? Đánh, người nghĩ nhiều rồi, chạy mau đi. Diệt. Đừng mà, tha mạng. Tha cho ta nghiện làm trâu làm ngựa. Lần sống này không chỉ diệt toàn bộ đệ tử của lộn thất tà tông, ngay cái lộn thất tà tông cũng bị san bằng rồi. Anh tiểu tử, ngươi dừng lại cho ta. Ta không cam tâm. Bản tông chủ tu luyện mấy ngàn năm chỉ muốn ngưng tu hồn tà thần, tại sao lại chết ở trong tay một cái tiểu nhân vật? Nghĩ đến những người vô tội bị ngươi tàn hại, ngươi suy nghĩ không? Bạch Ngọc, Bạch Trúc Môn, thả cho ta một mạng, ta có thể bán mạng cho ngươi. Không cần. Ngươi yên tâm mà xuống địa ngục đi. Không. Kết thúc rồi, để thấy sư phụ là thắng rồi. Cảm giác thế nào? Đã chưa từng đã thế này bao giờ. Và sau có nguy hiểm đừng có tự mình hành động, còn có sư phụ mà. Sư phụ cảm ơn người. Hơn ngàn tám tấc sát phù quá trân quý, chưa từng có ai vì cô mà trả giá nhiều như vậy. Con là đồ đỡ của ta, vì sư không tốt với cô thì đối tốt với ai nữa? Sư phụ, chở con thơm tất sát phù đi. Vợ sao gặp được thiên hỏa nữ đế thì sử dụng. Mặc dù tất sát phù không giết chết được tồn tại đặc biệt như cô ta, nhưng cũng sẽ tạo thành rắc rối không nhỏ cho cô ta. Hết rồi. Đừng náo, vừa nãy người vừa sử dụng hơn ngàn tám đó. Thật sự hết rồi.
Vi sư dùng hết trái trống một lần rồi. Dùng hết rồi. Tại sao người không giữ lại một ít? Tại vì đã bại gia. Sư phụ bại gia. Người cùng bại gia cùng cả chủ nhân thiên đình. Vừa nãy không chú ý, có phải Ngô Ngọc Liên cũng bị giết rồi không? Tên đó chắc không sống sót được. Dù sao mình cũng bại gia vậy rồi, tao sao phù không phân biệt được mà cho nổ một lượt, lộn thế tà tông rồi. Quá giỏi người rồi. Sao lại các phương thức tấn công điên cuồng đáng sợ vậy chứ? Đều chết rồi. Tất cả mọi người ở lộn thế tà tông đều chết hết rồi. Nếu không phải mình học được ma công tổn địa từ ma tử thì đã bị nổ thành bã rồi. Ngô Ngọc Liên đi mau. Bạch Ngọc đó quá biến thái rồi. Bọn ma tử xít nữa bị hắn dụ cho thần hồn tiêu tán. Lệnh thế tà tông của ta, cơ nghiệp ngàn năm của bản tông chủ đã bị hủy rồi. Ngay cả bản tông chủ cũng bị giết, chỉ còn lại tàn hồn. Ta không cam tâm. Hử? Trong tâm môn vậy mà còn có người sống sót. Trời cũng giúp ta. Bây giờ ta phải chiếm cơ thể này, nếu không cũng sẽ tiêu vong bất cứ lúc nào. Thứ gì vậy? Ngô Ngọc Liên, bây giờ là lúc báo đáp bản tôn rồi. Ta muốn trưng dụng cơ thể của người. Thứ gì đây? Trong cơ thể ngươi là thứ gì vậy mà tấn công bản tông chủ? Ngươi mới là cái thứ gì? Ta là ma tử. Ma tử của ma thiên vực. Sao ngươi lại ở trong cơ thể của Ngô Ngọc Liên? Cướp địa bàn với bản ma tử, chẳng sống rồi sao? Đừng có đánh nữa. Nữ thần hồn của bản tông chủ bị tổn hại, sắp biến thành tro rồi. Im miệng hết cho ta. Ngô Ngọc Liên, bản ma tử tới cơ thể của người trước trượt đó, hai chúng ta đã có hiệp nghi. Tên này cái vị trí của ta, ta đương nhiên phải diệt hẳn. Ngô Ngọc Liên là tông chủ của ta, mệnh ngươi mau đi. Ngươi cứ thở cho ta chỗ tốt gì? Cái gì? Ngươi cứ thở cho ta chỗ tốt gì? Lão sược, ta là tông chủ, ta là thương tiếc ngươi. Đỡ ngươi vào tà tông. Bởi vì lời vô dụng với ta, ngươi vẫn nên hồn phi phách tán đi. Đừng, chúng ta hữu dụng. Thả ta ra. Ta có thể truyền thụ cho ngươi thông qua đường tắt hồn tu chi pháp của tà thuật. Ngồi ra, ta tu luyện mấy ngàn năm, ngươi cần gì ta đều có thể giúp ngươi. Có thể. Vậy ngươi thờ với thiên đạo? Cái này không cần thiết đi. Bản tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, ta vẫn nên giết ngươi thôi. Ta thờ. Bây giờ ta thờ. Bạch Ngọc, mặc dù ta không hiểu tại sao ngươi lại trở nên mạnh hơn, nhưng bởi vì ngươi, Ngô Ngọc Liên ta cũng đang trở nên mạnh hơn. Nghĩ lại ta của trước kia, đúng là ngốc. Ta của bây giờ mới đang đi trên con đường thông thiên. 83.